còn đến 4 hôm nữa mới hết hạn nghỉ phép mà Thắm đã nóng lòng muốn trở về đơn vị. Cô nôn nao đứng ngồi không yên, hết đi ra lại đi vào, khiến Giang, người bạn cho Thắm ở nhờ, phải bật cười và tò mò hỏi. Này, có người yêu rồi phải không? Gớm, kín miệng thế. Ở đây suốt cả 10 ngày mà cấm có hé môi cho người ta biết tí gì cả. Thắm cười ngượng ngập. Chúng em mới quen nhau thôi mà, đã có gì đâu ạ. Giang hãnh diện gật gù nói như reo. Đấy, đoán có sai đâu. Thế anh ấy làm gì? Người trong này hay là ngoài ta vào đây công tác? Thắm đáp nhỏ. Cùng đơn vị chị ạ. Anh ấy cũng là bộ đội chuyển ngành như em, hơn em 2 tuổi, quê ở Hà Nam Ninh chị ạ. Giang ngồi xuống bên cạnh Thắm trên chiếc giường nhỏ trải chiếu ni lông, phụ Thắm xếp quần áo vào vali. Giang nghiêm mặt nhận xét. Tốt đấy. Tớ nghĩ châu ta thì cứ ăn cỏ đồng ta là hay hơn cả. Lấy vợ lấy chồng á thì nên chọn người cùng quê cùng quán, dù có thế nào cũng dễ đả thông nhau hơn. Đấy, tớ thấy khối đứa ở ngoài Bắc vào trong này á, cứ yêu bừa yêu bãi, chả ý tứ gì cả, chỉ tổ bị lừa thôi. Người ngoài ta thì ai cũng thật thà như đếm. Còn đàn ông ở trong này, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh thì 10 đứa thì hết đến 9 đứa là xỏ lá. Thắm cười. Chị cứ nói quá. Giang trợn mắt nhấn mạnh. Thật đấy chứ Lị. Thì cứ xem cái hồng con bà Phí ở làng mình thì biết. 8-9 tuổi đã nai lưng lao động, rồng rau nuôi lợn, dành dụng mười mấy năm rời mới để được tí lưng vốn đem vào đây định buôn bán. Đấy, thế mà lỡ ngỡ thế nào lại phải lòng ngay cái thằng phải gió ở ngoài chợ trời. Nó lừa cho sạch sành sanh. Bây giờ thì là có mang rồi, thằng kia lại chạy mất. Chả dám nhìn ai, mà cũng chả dám vác mặt về Bắc nữa cơ chứ. Đấy, hôm nọ đến đây hỏi vay mấy chục, tớ mắng cho một trận nên thân. Thắm chép miệng. Chị không thương người ta thì thôi, lại còn mắng. Giang lắc đầu. Ai bảo dại thì chết. Đã bảo mãi là đàn ông trong này nó mất dạy lắm, thế mà cứ nhẹ dạ lăn vào. Này, tớ bảo thật nhá, tớ thấy đằng ấy yêu người ngoài mình là khôn lắm đấy Thắm ạ. Nhất là lại cùng ngành cùng nghề. Nhưng mà tớ hỏi cái này nhá, tại sao đằng ấy ở đây cả 10 ngày rồi mà chả thấy anh chàng ấy bén mảng đến thăm là thế nào? Thắm gật đầu giải thích. Thì em đã bảo em giấu mà lại em nói dối anh ấy là về Hà Nội cơ. Giang càng tò mò. Sao lại phải giấu? Thắm chép miệng. Chị lại còn phải hỏi nữa. Thì tại cái mũi chứ còn tại làm sao nữa. Giang quay sang nhìn vào mặt Thắm một tiếng rồi khen. Cái gì chứ, cái mũi của đằng ấy chữa khéo lắm, cứ tự nhiên như không ấy. Này, giá mà không để ý kỹ thì đố mà có nhận ra được đấy nhá. Này, có biết không, nhiều người sửa mũi thì cứ thích đội lên cho thật cao, chót vót lên, nòm đến phát khiếp được. Của đằng ấy đẹp thật đấy. Thắm nói cảm ơn chị rồi lôi trong túi áo chiếc gương tròn nhỏ dơ ra trước mặt, đăm đăm nhìn vào. Cái lý do chính khiến Thắm nghỉ phép ngay tại Sài Gòn mà phải nói dối Nhật, người yêu của cô, là cô về Hà Nội, bởi vì Thắm muốn lợi dụng 2 tuần ngắn ngủi này để đi sửa mũi. Quyết định cải tạo nhan sắc của Thắm là một bước ngoặt rất táo bạo mà hầu như chưa có ai trong ngành công an như Thắm dám thực hiện. Từ thuở mới biết làm dáng, Thắm đã buồn khổ vì thiên hạ chê cô mũi tẹt, làm khuôn mặt bị gãy, nom ngu hẳn đi. Nỗi buồn ấy cứ đeo đẳng mãi theo thời gian, nhưng vì bận bịu cuộc sống vất vả, Thắm tạm quên đi. Vào miền Nam sau năm 75, xã hội chung quanh bắt buộc Thắm phải có cái nhìn mới. Cô lại nghĩ đến cái mũi tẹt và ấm ức chờ dịp đi bác sĩ thẩm mỹ. Tiền bạc thì lúc này cô không thiếu, bởi cô có khả năng vận dụng sáng tạo, biết cách kiếm tiền. Cái trở ngại mà cô phải đối phó chỉ là sự dòm ngó của toàn ban công an phường mà cô đang phục vụ mà thôi.
Nhiều đêm nằm chăn trở, suy đi tính lại, Thắm nghiến răng dứt khoát tự bảo: thôi, thả một lần cho xong, rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng rồi buổi sáng thức dậy, nhìn các đồng chí trong đơn vị, nhất là nhìn nét mặt nghiêm khắc của Trung úy Giáp, trưởng ban, Thắm lại lưỡng lự không dám thực hiện ý định của mình. Mãi cho đến gần đây, trước hôm nghỉ phép, Nhật đề nghị chọn ngày làm lễ tuyên bố, Thắm mới cả quyết đi sửa mũi, vì cô muốn có khuôn mặt mình đổi mới trong ngày cưới. Hôm chia tay, Thắm bảo Nhật trở ra ga để đáp tàu hỏa về Bắc. Nhưng Nhật vừa quay đi, cô đón ngay xích lô chạy sang Khánh Hội, ghé nhà Giang, người bạn cùng làng mới theo chồng chuyển vào công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Thắm nói rõ ý định của mình và được Giang chấp thuận ngay, bởi chính Giang cũng vừa sửa mũi được vài tháng, đang cần có thêm đồng minh cho đỡ ngượng. Tha hương ngộ cố chi, có Thắm đến ở, Giang mừng lắm, đích thân đưa Thắm đi bác sĩ, đồng thời bảo Thắm muốn lưu lại bao lâu tại nhà mình cũng được. Hôm nay đã là ngày thứ 10 Thắm tạm trú nơi đây. Cái mũi hoàn toàn không có triệu chứng nhiễm trùng như Thắm lo ngại. Suốt ngày Thắm lấy gương ra soi, tự cảm thấy dung nhan khác hẳn, lòng lâng lâng như người uống rượu đúng cữ, chỉ vừa đủ say để thấy mình yêu đời hơn. Cô nghĩ đến Nhật và hình dung trước sự ngạc nhiên thích thú trong đôi mắt Nhật khi gặp lại Thắm với cái mũi mới. Chồng của Giang cũng hay nhìn trộm Thắm, và khi vắng mặt vợ, gã thường mon men lại gần, phun ra vài lời khen ngợi hết sức đậm đà, khiến Thắm lại càng tự tin và càng nôn nao muốn trở về đơn vị để gặp Nhật. Xếp xong vali, Thắm đứng dậy và bảo Giang: thôi, em về đây, sốt ruột quá chị ạ. Cảm ơn chị đã cho em ở nhờ, làm phiền chị quá. Chị cho em gửi lời cảm ơn anh, có điều kiện em sẽ ghé thăm anh chị. Giang ngăn lại: đằng ấy cứ hay khách sáo, ơn với nghĩa cái gì, cùng làng cùng xóm gặp nhau là quý rồi. Nhưng mà này tớ bảo thật nhá, đằng ấy nói là nghỉ phép ngoài Hà Nội cơ mà, về sớm quá thì người ta lại nghi đấy. Công nhân viên hoặc là bộ đội về Bắc nghỉ phép ít lắm thì cũng phải cả tháng rời, chứ có ai lại đi dăm bữa nửa tháng bao giờ. Đằng ấy cứ thử tính lại mà xem. Thắm cười: bây giờ thì em chả cần giấu nữa, đằng nào thì cũng đã sửa mũi rồi. Giang tiễn Thắm ra tận lề đường rồi cùng đứng chờ xe. Giang nói: thì tùy đấy, ở lại thì ở, nhớ quá thì cứ việc về, tớ cũng chả dám giữ. Thắm vui vẻ cười: nhớ quá thì không đúng, nhưng nói của đáng tội, cũng em cũng hơi nhớ một tí. Dứt lời, Thắm vẫy chiếc xích lô máy vừa chờ tới và nhanh chân leo lên. Cô quay sang chào Giang một lần nữa trước khi xe lao vút đi dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa mùa hạ. Về tới phường, Thắm bảo xe ngừng lại cách trụ sở ban công an độ vài chục thước. Cô còn ngượng lắm, không dám xông vào ngay. Cô xách vali đi men theo vỉa hè, đầu hơi cúi và cố ý rũ mái tóc che bớt mặt. Phụ nữ ở đâu cũng có cái tâm lý giống nhau, sửa sắc đẹp để mình đẹp hơn, nhưng lại không muốn ai biết là mình sửa. Thắm đang ở trong hoàn cảnh đó. Cô nâng cái bóp da lên cao, làm bộ che nắng, mặc dầu cô đang đi trong bóng mát dưới hàng hiên. Gần tới văn phòng, Thắm càng hồi hộp, tim đập thình thịch và hơi thở hổn hển như vừa chạy đua. Cô băng qua bên kia đường, đứng nép sau cái xe bán nước mía dưới gốc cây phượng, lấm lét trông sang. Con bé bán hàng nhận ra Thắm, chố mắt kêu lên: ủa, chị Thắm, đi đâu lâu quá em không thấy, tưởng chị đổ đi chỗ khác rồi chứ. Thắm mỉm cười buông cái vali xuống chân, đồng thời đặt ngón tay lên miệng, làm hiệu bảo nó hạ bớt cái giọng lanh lành của nó xuống. Con bé không hiểu gì, ngơ ngác nhìn Thắm. Nó nheo mắt, nhăn mặt, cố phát hiện ra trên mặt Thắm một nét gì đó khác với ngày trước mà nó nghĩ mãi chưa ra, mặc dù nó biết chắc là có một cái gì không giống trước đây. Nó lấy hai khúc mía nhét vào máy xay, gạn được vừa một ly, vắt thêm miếng chanh nhỏ rồi trao cho Thắm: uống chút nước đi chị. Thắm lơ đãng đỡ lấy. Mấy con ruồi trờn vờn bay theo ly nước mía, vo ve ngay trước mặt Thắm, nhưng cô không chú ý.
mắt vẫn đăm đăm ngó sang bên kia đường. Con bé bán hàng nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Thắm, lên tiếng nhắc. Ủa, uống đi chị Thắm, uống cho đỡ khát. Sao chị không đi xe? Xách gia ly đi bộ mệt chết. Thắm nâng ly nốc một hơi cạn sạch. Bên kia đường, trụ sở ban công an vắng ngắt không có ai. Thắm chờ một lúc mới thoáng thấy bóng Nhật từ phòng trong tiến ra ngồi ở bàn trực. Thắm mừng quá, buông ly nước, chạy vụt sang đứng nép ở cửa, ho nhẹ một tiếng làm hiệu rồi đưa tay ngoắc Nhật. Nhật ngẩng lên thấy Thắm, mắt sáng rực, xô ghế đứng bật dậy và lao ra. Bộ đồ vàng sắc phục công an hình như chưa giặt từ ngày Thắm đi phép, thoang thoảng mùi mồ hôi và khói thuốc. Thắm nắm cánh tay người yêu, lôi hẳn sang bên hông nhà. Nhật ngạc nhiên hỏi. Về sớm thế, còn những 4 hôm nữa kia mà. Thắm búng nguẩy đáp. Nhớ quá thì phải về, không biết hay sao mà còn hỏi người ta nữa. Nhật ngây ngô lên tiếng. Thế à? Vali đâu? Sao không vào nhà ngồi nghỉ, đứng làm gì ngoài này? Thì đứng đây nói chuyện một tí đã nào. Này, từ hôm em đi, có việc gì lạ không? Nhật lắc đầu, chả có việc gì sắt. Thắm ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Nhật, chờ đợi một lời bình phẩm về cái mũi mới. Nhưng Nhật không nhận ra, khiến Thắm vừa ngạc nhiên vừa bực bội. Trong ban công an, Nhật nổi tiếng là đứa hiền lành, nhiều khi gần như ngờ nghệch, khiến Thắm lúc nào cũng phải chỉ bảo từng ly từng tí. Cô hỏi Nhật thêm vài câu vớ vẩn nữa, mục đích chỉ để Nhật thấy cô vừa sửa mũi. Nhưng Nhật vẫn chẳng nhận ra, cô đành phải hỏi thẳng. Thế có thấy em khác tí nào không? Nhật lắc đầu. Vẫn thế. Vẫn thế? Thế này thì chết thật đấy, chả biết nhìn gì cả. Nhật quan sát kỹ hơn, từ đầu xuống chân, rồi chợt reo lên. À, có đôi dép mới phải không nào? Thắm ứa gan muốn vả cho Nhật một cái, nhưng cô bỗng nghĩ lại và chợt phấn khởi hẳn lên. Là vì Nhật không nhận ra cô sửa mũi thì càng chứng tỏ ông bác sĩ sửa rất khéo, không lộ liễu, không làm thiên hạ chú ý, nhất là các đồng chí trong ban công an. Thắm vui vẻ chỉ tay vào trụ sở và hỏi. Trong ấy có đông không? Nhật lắc đầu. Có ma nào mà đông. Ông Giáp với ông Bi thì đi hội ý bên phường, đám kia đi chơi hết cả, chỉ có mình thằng Hộp ở nhà trực ban. Thắm hớn hở gật đầu. Thế thì tốt, chờ em một tí nhá. Dứt lời, Thắm chạy vụt sang bên kia đường, suýt đâm vào chiếc Honda đang phóng nhanh. Người lái xe quay lại chửi. Đuôi à, đồ cả trơn. Thắm đang yêu đời nên chỉ cười. Cô trả tiền nước nhưng con bé bán hàng không nhận. Cô xách vali qua trao cho Nhật và bảo. Cất hộ em cái này xuống gầm giường nhé, rồi dắt Honda ra đây. Đèo em đi một tí. Nhật ngoan ngoãn làm theo lời Thắm như thói quen cả năm nay từ khi yêu Thắm. Dù biết trong trụ sở chẳng có ai, Thắm cũng vẫn chưa muốn vào vội. Lúc nãy, trên đường về thì cô lo ngại mình sẽ xuất hiện trước cả một ban công an, thế nào cũng có đứa nhận ra ngay cái mũi mới sửa của cô. Bây giờ họ đi vắng hết, cô không lo nữa, nhưng cô lại muốn rong chơi bởi chưa hết hạn nghỉ phép. Cô cầm bóp đứng nép vào một gốc cây chờ Nhật đem vali cất trong phòng. Cô nghĩ xem mấy ngày rảnh rỗi sắp tới cô sẽ làm gì. Chẳng lẽ lâu lâu mới được nghỉ phép một lần mà lại cứ nằm ngay tại trụ sở. Mấy phút sau, Nhật đẩy Honda ra, cười cười bảo Thắm. Sắp hết xăng rồi đấy. Mấy trăm bạc em đưa cho hôm đi tiêu hết rồi hả? Lại đem cho mấy con nhà thổ chứ gì. Nhật ú ớ chống chế rồi đạp máy. Thắm leo lên phía sau, ép sát ngực vào lưng Nhật. Nhật rú ga lao vọt đi. Thắm đấm vào lưng gã và bảo. Này, từ từ thôi. Đi ăn cướp hay sao mà cuống lên thế? Tạt vào chỗ nào đổ xăng đi, kẻo nhỡ dọc đường mà hết thì khổ. Nhật buông tay ga cho xe chậm lại, đồng thời đưa mắt nhìn hai bên đường tìm chỗ bán xăng. Vào thời điểm này, cây xăng tư nhân dĩ nhiên chưa có, mà ngay cả tiêu chuẩn xăng nhà nước cấp phát cũng rất khan hiếm, chỉ dành riêng cho các đơn vị có công xa mà thôi. Tuy vậy, muốn mua chui cũng chẳng khó, bởi công nhân viên hoặc bộ đội được mua xăng với giá chính thức.
vẫn thường đem ra ngoài pha thêm dầu hôi và bán chợ đen để kiếm lời. Đi được khoảng 10 phút, Nhật chỉ một gốc cây lớn và bảo Thắm: "Thấy cái bà bán vé số kia không? Bà ấy bán xăng lậu đấy, em chạy lại mua đi." Dứt lời, Nhật ngừng xe và toan leo xuống. Thắm lại đập vào lưng gã và gắt: "Thì phóng lại đấy luôn đi chứ đỗ làm gì ở đây nào?" Nhật lại mắng: "Khỉ vừa vừa chứ, người ta mặc quần áo công an mà lại đi mua xăng lậu à? Rõ ngớ ngẩn, mới nghỉ phép có mấy hôm đã quên hết tác phong rồi." Thắm phì cười gật đầu. Lâu lắm cô mới thấy Nhật sáng suốt hơn cô. Nhật bước xuống, giao xe cho Thắm. Cô chạy rề rề tới, mua hai chai đổ vào bình, rồi quay lại đón Nhật, chạy thẳng xuống chợ Bến Thành, vào một tiệm ăn quen thuộc. Thắm kéo ghế ngồi đối diện Nhật, cố ý để gã nhìn thẳng vào mặt mình, xem gã có nhận ra cái mũi mới sửa hay không. Thắm mạnh dạn nói: "Muốn ăn gì thì ăn nhá, em đãi anh một bữa thả cửa đấy." Nhật nuốt nước miếng, gọi nửa con gà luộc với đĩa xôi, hai thứ mà gã thích nhất. Nhà hàng bưng ra, Nhật cắm đầu đớp, gần như quên cả sự có mặt của Thắm. Thắm bực mình gắt nhỏ: "Thông thả đã chứ nào, cứ làm như chết đói không bằng." Nhật ngồm ngoàm nhai, gượng cười đáp: "Thèm quá, em đi mới được đội dăm hôm là anh hết nhẫn tiệt. Ngày nào cũng ăn cơm tập thể, nhạt mồm quá." Thắm chố mắt hỏi: "Thế mấy trăm bạc của người ta mà làm gì mà mới có dăm hôm mà đã hết là thế nào? Cống cho con đĩ nào rồi phải không?" Thắm giật mình là phải, bởi vào lúc ấy lương công nhân viên còn thấp lắm. Bác sĩ mỗi tháng chỉ có 70, giáo viên cấp 3 khoảng 50, công nhân mỏ than Quảng Ninh mới được 120. Trong tình hình ấy, mấy trăm bạc là một số tiền khá lớn, có thể nuôi sống một gia đình ít nhất một tháng. Thế mà Nhật tiêu vèo chỉ có mấy hôm thì không khỏi làm Thắm thất vọng. Nhưng Nhật vội vàng thú nhận: "Anh có tiêu được cái gì đâu. Em đi rồi, ở lại mình buồn quá. Mấy đứa kia nó rủ đánh bạc." Thắm lắc đầu ngắt lời: "Lại ông Bi với ông Hục chứ gì. Biết ngay mà. Đã biết là cánh ấy chuyên đánh bạc bịp mà vẫn cứ rúc đầu vào, sao mà dại thế. Nhưng mà thôi, em bảo đây này, muốn ăn á thì lăn vào bếp, anh phải chịu khó kiếm tiền. Không biết cách kiếm tiền á thì có mà ăn, ăn cái 3 vạn ấy." Thắm biết mình lỡ lời, vội ngừng câu nói: "Mời người yêu đi ăn rồi cứ ngồi mắng xa xả như thế thì còn ra cái thể thống gì nữa." Thắm nghĩ thế cho nên vội tươi nét mặt bảo Nhật: "Này, em hỏi cái này, anh phải giả nhờ em cho đúng đấy nhá. Anh có thấy em khác tí nào không? Nom cho thật rõ đi." Nhật buông đũa, ngẩng đầu ngó Thắm. Vẫn câu hỏi cũ được lặp đi lặp lại từ nãy đến giờ không biết bao nhiêu lần. Nhật ngạc nhiên chả hiểu tại sao Thắm cứ hỏi mãi, mặc dù gã đã nhìn rất kỹ mà chẳng nhận ra điểm nào khác lạ trên khuôn mặt tròn đầy của người yêu. Có khác chăng chỉ là hôm nay Thắm mặc đồ dân sự, nom sạch sẽ hơn bộ đồ vàng và cái nón cối. Còn đang cố gắng moi óc thì Thắm lại nhoài người, đưa mãi cái mặt về phía Nhật và rục: "Nào, có phát hiện được gì không?" Nhật ngờ ngợ một lúc rồi reo lên: "À, có chứ. Đằng ấy trắng hơn mọi khi, chắc là về ngoài ấy nằm nhà cả ngày chứ gì. Anh mà nghỉ phép anh cũng ở lại trong này đi chơi cho nó sướng. Hà Nội bây giờ chán phèo." Thắm giằng ly bia trên tay Nhật đặt xuống bàn và gằn giọng: "Trời ơi, trông vào mặt em này này, có thấy cái gì khác không?" Nhật vẫn lắc đầu. Thắm chồm người về phía trước, rít lên nho nhỏ: "Người ta mới sửa mũi khỉ ạ. À, nom thấy chưa?" Nhật há mồm, mở to mắt: "Sửa mũi à? Lạ nhỉ." Thắm giảng: "Mũi tẹt, đội lên cao, hiểu chưa?" Nhật gật đầu giọng ba phải: "Ừ, bây giờ mới để ý, cao hơn trước nhiều." Thắm nguyết dài: "Đợi người ta bảo mới biết. Chỉ nghĩ đến ăn thôi
ngoài ra thì không có ngó đến cái thứ gì nữa cả. Nhật cười hề hề cầm đũa gắp tiếp. Thắm tuy nói nặng nhưng thực tình đã quá quen với cái tính lơ đãng của Nhật nên cô không giận lâu. Cô chuyển đề mục hỏi Nhật những chuyện xảy ra ở phường khi cô vắng mặt. Nhật thoải mái vừa nhai vừa đáp. Hai chai bia Quốc Doanh đã cạn đến giọt cuối cùng. Bát xôi đã nằm gọn trong dạ dày của Nhật. Đĩa thịt gà cũng chỉ còn trơ lại những xương, lôi cuốn mấy con ruồi vo ve bay quanh. Bấy giờ Thắm mới lôi trong bóp ra gói thuốc lá nước ngoài màu đỏ thẫm trao cho Nhật. Gã cảm động quá, đôi tay run run kính cẩn, xé một góc, vỗ ra một điếu gắn lên môi châm lửa. Vừa nhả khói, vừa dơ bao thuốc ra trước mặt ngắm nghía. Nhìn hai chữ Pan Man, gã chợt phì cười hỏi Thắm. Biết ở trong này chúng nó đọc hai chữ này thế nào không? Thắm nói ngay. Ai còn lạ gì nữa. Này nhé, phải anh là lính, mời anh lên lầu. Nhật cãi. Lên đầu đâu mà lên lầu. Chứ còn là gì nữa. Nhật nhìn quanh rồi chồm người ghé tai Thắm thì thầm mấy tiếng. Thắm đỏ mặt gắt. Lỡm ạ, tục vừa vừa chứ. Anh chỉ bịa thôi. Nhật trợn mắt. Thì chính ông Giáp đọc cho anh nghe mà lại... Cái ông Giáp này tệ thật ấy. Càng ngày càng mất tác phong. Nhật đốt điếu thuốc thứ hai, lơ đãng nhìn lên trần. Câu nói của Thắm vừa nhắc Nhật một kỷ niệm nhỏ mà gã không bao giờ quên được. 2 năm trước, khi Nhật mới được bố trí đến công tác ở phường này, thì Thắm đã có mặt tại đây rồi. Trụ sở ban công an là căn nhà tư sản cũ, gồm 2 tầng lầu rất khang trang, có khoảng sân rộng, ngăn nhà trên với nhà bếp. Tầng trệt dùng làm văn phòng, 2 lầu trên thì nhân viên chia nhau ở. Vì số người khá đông, Giáp cho quây mấy tấm tôn lại góc sân làm thêm một nhà tắm. Nhật để ý, biết Thắm thường có thói quen tắm buổi trưa. Sau mỗi bữa ăn, cứ mỗi lần thấy Thắm ôm quần áo vào nhà tắm, Nhật lặng lặng leo lên lầu, đứng nép ở cửa sổ nhìn xuống cái nhà tắm không nắp đó để tham quan người nữ đồng chí phốp pháp đang khỏa thân xối nước kỳ cọ. Một hôm, Nhật vừa thò mặt ở chân thang toan leo lên thì giật mình thấy Giáp đã đứng ngay ở vị trí thường lệ của mình, đôi mắt cú vỏ đắm đuối nhìn xuống. Nhật vội nín thở, lui bước. Ngoài sân, tiếng nước vẫn xối ào ào như mời gọi. Nhật bỏ ra văn phòng ngồi bâng khuâng. Gã biết từ nay cái trò nhìn Thắm không còn là cái thú độc quyền của gã nữa. Ít lâu sau, Nhật còn phát hiện thêm một điều nữa là chẳng phải chỉ có Trung úy Giáp và Nhật ưa dình Thắm trong buồng tắm, mà rất nhiều đồng chí khác trong đơn vị cũng phát huy niềm vui đó từ 2 khung cửa sổ trên tầng lầu 3 ngó xuống. Nhưng họ khác Nhật một điểm là họ không lén lút thưởng ngoạn một mình như Nhật hoặc Trung úy Giáp, mà trái lại, họ rủ nhau cùng coi chung để cùng nho nhỏ bình phẩm về tấm thân mỡ màng, những điểm đáng chú ý trên người Thắm và vui vẻ cười đùa với nhau. Chẳng hạn như thằng Hộp đứng trên cửa sổ lầu 2 thường kiễng chân ngó xuống rồi than với mấy gã bên cạnh. Con nòm thấy mẹ gì đâu, đứng đây chỉ thấy từ rốn dở lên, chán chết. Có đến nửa năm như vậy mà Thắm chẳng biết gì cả, cứ bình thản khỏa thân xối nước cho các đồng chí giải sầu. Mãi đến một buổi trưa mùa hè, cô đang thay quần áo, tình cờ ngước lên bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của Nhật sau chấn song sắt. Thắm mới giật mình bối rối, và ngay hôm đó cô đi kiếm tấm tôn cũ đem về, tự tay lợp mái cho phòng tắm, làm cả một ban công an đều ngậm ngùi thất vọng. Nhưng Thắm bối rối 1 thì Nhật bối rối 10. Bị bắt quả tang đang nhìn trộm, gã xấu hổ quá, cả ngày không dám gõ mặt Thắm nữa. Trong bữa cơm tập thể chiều hôm ấy, Nhật múc thức ăn vào bát rồi bưng ra sân sau ngồi dưới gốc cây phượng bên cạnh lu nước. Buổi tối khi mọi người tản mát đi công tác hoặc đi chơi, chỉ còn mình Nhật ngồi thừa văn phòng, Nhật lại càng lo hơn, nơm nớp chờ Thắm chửi như cái án treo sắp sửa thi hành. Gã muốn bỏ đi để tránh mặt Thắm bởi biết Thắm đang ở trên lầu, nhưng tối nay đến phiên gã trực, không trốn đi đâu được.
đành cứ ngồi đó mà hồi hộp đợi. Quả nhiên một lúc sau, Thắm từ trên gác bước xuống, nhìn quanh không thấy ai, mới tiến lại bên Nhật, ngồi xuống cái ghế băng đối diện. Nhật tái mặt lấm lét nhìn Thắm, nhưng giọng Thắm thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cô dịu dàng nói nhỏ: "Này, nhìn trộm như thế từ bao giờ đấy hả? Cả năm nay rồi phải không?" Nhật ú ớ đáp: "Làm gì đến cả năm, mới độ nửa năm thôi. Nhưng mà có phải mình tôi đâu, cả ban công an cùng nhìn trộm chứ đâu phải mình tôi." Thắm lắc đầu nhấn mạnh: "Tôi không cần biết ai nhìn trộm ạ, mà kệ họ. Tôi chỉ bắt được anh thôi. Bây giờ tôi bảo cái gì anh phải nghe cái nấy, không thì tôi sẽ báo cáo cho Trung úy Giáp biết đó." Nhật hớn hở bật cười. "Tưởng báo cho ai chứ báo cho ông Giáp thì rõ chán. Chính ông ấy đầu nêu, ông ấy nhìn trộm chị nhiều nhất mà lại..." "Thật không? Ông Giáp mà lại hù hóa đến thế cơ à?" Nhật quả quyết: "Không tin chị hỏi ông ấy mà xem." Thắm trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu: "Thôi được rồi, cứ để ông ấy đấy, tôi sẽ tính. Trước mắt tôi phải giải quyết anh đã. Tôi bắt được anh quả tang..." Nhật đã bớt hẳn mối lo trong lòng. Lúc nãy khi Thắm đến gần, Nhật cứ yên chí là Thắm sẽ làm ầm lên. Không ngờ Thắm chỉ nói nhỏ nhẹ, mà xem chừng lại còn có thiện cảm với Nhật nữa. Gã ngước lên nhìn Thắm và kết luận: "Nhưng mà thôi, từ nay như thế là yên chí, chả ai dòm được nữa. Lợp nóc rồi là xong. Thế mà bao lâu nay chả ai nghĩ ra." Từ đó Thắm và Nhật trở nên thân, khởi đầu rất nhanh một chuyện tình xuất phát từ cái buồng tắm của đơn vị. Chỉ riêng các đồng chí khác thì đều man mác buồn vì Thắm không còn là đối tượng chung cho cả đơn vị nữa, và nhất là vì cái buồng tắm giữa sân kia không còn bỏ ngỏ cho mọi người dòm ngó nữa. Phó ban Nguyễn Văn Bi nói với bạn: "Bây giờ thì cái Thắm nó là của riêng thằng Nhật rồi, đâu có đứa nào sơ múi gì được nữa." Cả bọn chỉ cười. Việc Thắm và Nhật yêu nhau dường như không làm ai trong ban công an nuối tiếc hay ganh tức, cho nên họ chẳng tán đồng, nhưng cũng chẳng ai ngăn cản hay phá đám. Thằng Hộp nhận xét về Thắm: "Bao gì, chúng ông nòm thấy hết rồi. Người gì mà cứ thẳng tuần tuột từ trên xuống dưới, chả có cái gì cả." Nhật cũng biết thế, biết đại đa số các đồng chí trong ban đã nòm thấy người yêu của mình khỏa thân, ít nhất là họ nhìn được từ bụng trở lên. Nhưng Nhật đành chịu chứ biết làm sao. Có lần Nhật ân hận bảo Thắm: "Dạo ấy sao đằng ấy không che cái nắp buồng tắm lại, để bao nhiêu đứa chúng nó dòm." Thắm lườm Nhật không nói gì. Cô nghĩ che lại thì đã chắc gì giờ này hai đứa yêu nhau. Rồi từ đó, mỗi lần Nhật ôm ấp tấm thân mỡ màng của Thắm trong tay, gã lại hình dung ra Giáp và các đồng chí trong ban, tự dưng thấy buồn buồn trong lòng. Nhìn Nhật ngồi thừ không nói gì, Thắm tiếp: "Thôi, nói cho cùng, ông Giáp có mất cảnh giác như thế thì cánh mình mới dễ thở chứ. Cứ khó như ngày trước thì bỏ mẹ cả lũ. Rốt cục là chỉ làm khổ lẫn nhau thôi. Em thấy ông ấy thế mà khôn đấy." Nhật ngả đầu trên thành ghế phì phèo điếu thuốc, mắt lim dim xa vắng. Mỗi lần nghe Thắm nhắc khéo đến chuyện hủ hóa và tham ô của Giáp, lòng Nhật lại buồn vu vơ. Toàn ban công an phường ai cũng càng ngày càng phát, chỉ có mỗi mình Nhật xui xẻo không xoay sở được gì. Cũng như Thắm, Nhật là công an khu vực phụ trách một tổ đông dân cư. Trong khi tổ 5 của Thắm đã mang lại cho cô biết bao nhiêu quyền lợi, thì ngược lại tổ 4 không hề giúp gì được Nhật cả, ngoại trừ thỉnh thoảng lân la vào nhà này uống với họ ly nước, vào nhà kia hút với họ điếu thuốc thơm, hoặc họa hoàn gặp đám dỗ, đám cưới là đã coi như hoạnh tài lắm rồi. Thắm nhiều lần chỉ dạy từng ly từng tí, hướng dẫn cặn kẽ mọi cách thức cho Nhật kiếm tiền. Nhưng xui cho Nhật là cái tổ của gã
hình như gồm toàn người lương thiện, chả ai phải cầu cạnh đến Nhật. Thắm thường bảo: thì tình hình thực tiễn của mỗi tổ có khác nhau một chút, nhưng cơ bản thì tổ nào cũng như tổ nào. Anh phải vận dụng nhiều vào, vận dụng sáng tạo mới moi được tiền của người ta chứ. Nhật khổ sở: đã bảo cái tổ 4 là cái tổ chết đói. Anh đã tham quan từng hộ rồi, không có gì cả. Thắm kiên trì giáo dục: hay, có hay không là do ở mình. Tự dưng ai nó đưa tiền cho mình nào? Nhật cãi lại: nhưng cũng phải có điều kiện chứ. Như bên tổ em chẳng hạn, có đến 2 sòng bạc, 1 nhà thổ, 3-4 hộ bán thuốc tây lậu, cho nên em mới có tiền. Đấy chẳng qua là vì em may chứ tài giỏi cái gì. Có cần gì phải vận dụng với sáng tạo đâu. Thắm chưa hài lòng lối giải thích của Nhật, cô vặn lại: thế tại sao dạo nọ anh phát hiện được một hộ tổ chức trốn ra nước ngoài, anh không lẳng lặng bảo chúng nó đưa tiền mà lại còn làm toáng lên là thế nào? Chính ông Giáp với ông Bi còn bảo anh là thằng ngu, anh biết chưa? Những dịp tranh cãi như thế này thường diễn ra cứ vài ngày một lần, và lần nào cuối cùng Nhật cũng thua Thắm. Gã trách Thắm nhiều lời, nhưng gã không giận Thắm, bởi vì biết người yêu của mình muốn chuẩn bị một chút vốn liếng cho tương lai trước khi hai người xây dựng với nhau. Nhật dụi mẩu tàn thuốc vào đĩa xương, xô ghế đứng dậy: thôi đi về em ạ. Thắm cũng đứng lên theo: phải đấy, em cũng phải tắm một cái cho nó khỏe. Nhật cầm gói thuốc Ban Man nhét vào túi áo. Thắm dặn: giấu đi, kẻo chúng nó lại xin hết. Đi đâu thì hãng hút đi nhá, ở nhà thì hút thuốc lào là được rồi. Nhật gật đầu bước ra cửa. Hai người về tới trụ sở lúc toàn ban vừa ăn xong bữa tối. Trung úy Giáp theo thói quen xách cái điếu cày ra ngồi xổm trước hè, nhìn dòng xe cộ qua lại, mồm ngậm tăm ly nước trà xoay xoay trong tay. Hai ba gã công an khác xúm quanh cái điếu cày ở trong văn phòng dưới ngọn đèn tròn đỏ ối. Vừa thấy Thắm, tất cả đều ngẩng lên nhao nhao hỏi: về sớm thế, xa thằng Nhật có mấy hôm đã chịu không được rồi, mai kia nhỡ phải điều đi công tác xa thì chắc chết héo mất. Giáp đăm đăm nhìn vào mặt Thắm, gã thấy hơi lạ nhưng không nhận ra cái mũi sửa. Gã khen: ăn cơm Hà Nội có khác, đẹp hắn ra. Thắm hớn hở chào hỏi từng người rồi đi thẳng vào phòng trong. Một gã nói vọng theo: về tận ngoài ấy mà không có tí quả bánh nào cho anh em thì tệ thật. Nhớ lên nhá, mai kia tớ đi phép đừng hòng tớ mua cái gì. Thắm cảm thấy hơi nhột, vội nói nhỏ với Nhật: này, anh đem gói thuốc ra mời mấy ông tướng ấy đi, chả có họ lại bảo là em keo kiệt. Nhật ngoan ngoãn làm theo. Đến trước mặt Giáp, Nhật vỗ ngược gói Ban Man và nói: anh xơi điếu thuốc. Giáp rút một điếu ngẩng lên bảo: cái này mà là quả Hà Nội đấy à, thiếu giống gì ở thành phố Hồ Chí Minh này. Mấy đồng chí khác cũng quăng vội cái điếu cày, tranh nhau rút thuốc của Nhật. Một đứa vui vẻ ghẹo Nhật: lấy nhau thì lấy liền đi, để lâu thằng khác nó cũa mất lại khổ. Nhật chỉ cười không đáp. Gã bỏ vào phòng trong vặn đài nghe nhạc. Một lúc sau, gã thấy Thắm từ trên lầu ôm quần áo xuống và bước ra sân. Rồi gã nghe tiếng nước xối ào ào trong buồng tắm. Bất giác gã đưa mắt nhìn ra hè và thấy Giáp vẫn còn ngồi đó. Hôm sau, Thắm đi lang thang suốt cả ngày. Cô rất khoan khoái vì chả ai trong trụ sở chú ý đến việc cô mới sửa sắc đẹp. Còn 3 ngày nghỉ nữa, Thắm phóng xe đi sắm sửa, mướn ô ten rủ Nhật vào ôm ấp. Trung úy Giáp thông cảm cho hoàn cảnh của Nhật nên lơ đi, để Nhật muốn đi đâu với Thắm thì đi. Hai người đem nhau vào khách sạn Thắng Lợi trên đường Nguyễn Huệ, quần thảo nguyên một ngày và ăn uống luôn quả trên giường.
Có điều đặc biệt là ngay cả những lúc ái ân rất mặn nồng, Thắm vẫn lâu lâu nhắc Nhật phải phát huy sáng kiến kiếm tiền để gây dựng vốn liếng cho hai đứa về sau. Nhật gật gù hứa sẽ cố gắng, nhưng lòng buồn man mác vì chưa nghĩ ra được cách nào. Ngày cuối cùng, Thắm bỏ Nhật ở trụ sở, một mình qua tổ 4 của Nhật. Buổi tối, cô trở về lôi Nhật đi ăn và nghiêm trọng bảo người yêu. Này, em vừa phát hiện tổ anh ấy, có một đứa làm nghề thầy bói nhá. Mà nhà nước thì đã dứt khoát cấm hẳn những nghề duy tâm phản động. Như vậy là thằng này vi phạm pháp lệnh nhà nước. Nhật ngắt lời. Ai thế nhỉ? Sao anh không biết? Có chịu để ý gì đâu mà biết. Trời ơi, nó nằm lù lù ngay trong tổ của mình mà phải đợi người ta chỉ cho mới hay được. Rõ chán cái anh này quá. Anh biết không, thằng Hoàng chứ ai. Nhật hơi giật mình. Tổ 4 chỉ có một thanh niên tên là Hoàng, khoảng 30 tuổi, có hộ khẩu và nghề nghiệp lao động hẳn hoi. Anh chàng này từ trước đến nay vẫn chấp hành tốt mọi quy định của địa phương, đi họp tổ, họp phường đều đặn. Nhật hỏi lại Thắm cho chắc ăn. Thằng Hoàng ở tổ hợp sản xuất mì sợi chứ gì? Thắm gắt. Tổ hợp? Thì đứa nào mà chả ở tổ hợp? Chúng nó thì chỉ ghi tên chứ có lao động thật sự gì đâu. Trời ơi, anh phải xem giấy tờ của chúng nó. Thế mà xem đi rồi anh tin ngay à? Phải kiểm tra chứ. Nhật nhíu mày hỏi lại. Nhưng sao biết nó là thầy bói? Trời, lại còn phải hỏi nữa. Ai mà không biết. Đây nhá, hàng ngày khách đến thì lũ lượt, xe thì dựng chật sân nhà nó. Nhật ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi thêm. Thế bây giờ đằng ấy đề nghị là bắt nó hay sao? Thắm đập tay vào vai Nhật. Ngớ ngẩn vừa vừa chứ. Phát hiện được nó thì trước tiên cứ để nó đấy, rồi thì bắt nó nộp tiền hàng tháng cho mình. Chứ tóm nó đi cải tạo thì mình cũng treo mõm, chứ ích lợi gì, sao mà dốt thế. Rồi Thắm hạ giọng nhỏ hẳn xuống, tỉ mỉ giảng cho Nhật cách thức tống tiền thầy bói Hoàng. Nhật ngoan ngoãn lắng nghe, đầu gật lia lịa. Sau cùng Nhật hỏi, thế định đòi nó bao nhiêu? Thắm tính toán. Nghe nói mỗi ngày nó xem đến 10 người, mỗi người thì giả nó 20 bạc, vị chi là 200 bạc mỗi ngày, 6.000 một tháng. Thử xem, nó không lao động chân tay, không lao động trí óc, chỉ ngồi nói láo nói lếu, mà một tháng rời kiếm ra 6.000 bạc thì mình dù có nới tay lắm cũng phải đòi nó ít nhất là 4.000. Anh cứ vạch rõ cho nó quán triệt cái tội bóc lột của nó, em chắc là đòi bao nhiêu nó cũng phải đưa. Không thì cho đi tù luôn. Nhật mím môi gật đầu, mắt nhìn xuống đất ra chiều nghĩ ngợi. Thắm hỏi lại. Nào, làm được không? Nhật cả quyết. Được. Tưởng gì chứ cái ấy thì cũng dễ thôi. Thắm hài lòng. Thì thôi, trước mắt thì cứ tạm lo một vố nhỏ như thế đã. Về sau phát hiện những hộ khác có người phạm pháp thì mình sẽ tính thêm. Bây giờ em về ngồi chờ anh ở trụ sở. Anh lấy xe phóng ngay đến gặp thằng Hoàng liền đi. Nhật ngần ngại. Nóng thế, để sáng mai anh gặp nó cũng được. Không được. Việc này dứt khoát là phải gặp nó một mình. Để sáng mai, sợ nó đông khách thì nói chuyện làm sao được nào. Hai người đưa nhau về văn phòng. Thắm vào nhà ngồi đợi. Nhật lấy Honda phóng thẳng sang tổ 4. Đến trước cửa nhà Hoàng, Nhật chạy thật chậm, liếc mắt trông vào. Gã thấy một chiếc xe đạp dựng ngoài hiên. Nhớ lời Thắm dặn, Nhật bỏ đi thẳng, không ghé. 15 phút sau, Nhật quay lại. Nhà Hoàng đã lên đèn, từ trong ra ngoài vắng lặng, không một bóng người. Nhật dựng Honda,
thập thò nhìn vào như thằng ăn trộm mới vô nghề lần thứ nhất. Gã thở mạnh, phấn đấu hạ quyết tâm, nhưng lại tần ngần đứng yên một lúc, moi thuốc lá ra hút. Gã thấy bàn tay mình run run, bật diêm mãi mới cháy. Nhưng nghĩ đến Thắm đang đợi kết quả ở trụ sở, Nhật tiến vào rồi lên tiếng gọi. Có ai trong nhà không? Gọi xong, Nhật hồi hộp nhẩm lại những lời Thắm đã dặn dò trước khi ra đi. Đối với Nhật, Hoàng không phải là người xa lạ. Có thể nói ngày nào cũng gặp nhau, vì Hoàng thường uống cà phê sáng ngay tại quán cóc bên hông trụ sở ban công an. Và mỗi lần thấy Nhật đi qua, Hoàng thường rủ gã vào uống ké. Chỗ quen biết, mở miệng đòi tiền thì kể cũng ngại, nhưng không làm thì Thắm sẽ đay nghiến và Nhật sẽ thua sút tất cả các đồng chí trong ban. Nhật còn đang nghĩ ngợi thì từ bên trong, Hoàng đã chạy xông ra, vui vẻ reo lên. À, anh Nhật, vào chơi, mời mời anh vào chơi. Sở dĩ Hoàng niềm nở đón Nhật vì Hoàng cứ tưởng rằng Nhật đến coi bói. Nghề của Hoàng lúc này bộc phát lắm. Bộ đội, công an, nhân viên nhà nước, đủ mọi thành phần đều tìm đến nhờ xem vận mạng. Vốn liếng của Hoàng thực tình chẳng có bao nhiêu, nhưng nhờ khéo tán nên tiền vào như nước. Và lại, 90% thân chủ của chàng lúc ấy đều chỉ hỏi có một câu căn bản là có số xuất ngoại hay không mà thôi. Cho nên Hoàng rất dễ đoán. Đoán đúng thì tốt, sai cũng chẳng sao. Mấy ai đã bỏ công trở lại để mắng vốn thầy bói bao giờ? Huống chi coi bói tự nó đã là một tội dưới chế độ. Ngu gì mà gây gổ với Hoàng để rồi cùng dẫn nhau ra công an. Vì biết rõ như thế nên Hoàng không thèm trau dồi thêm kiến thức nghề nghiệp. Khả năng của chàng thu gọn trong 4 cuốn sách: Tử Vi, Tướng Pháp, Chỉ Tay và Nốt Ruồi. Mà cả 4 cuốn đó Hoàng đều không đọc kỹ, chỉ chú ý tới phần di chuyển, xuất ngoại và một ít câu phú câu vè có tính cách tiểu xảo để lòe thiên hạ. Ngoài ra Hoàng còn bí mật thông đồng với một ông bác sĩ thẩm mỹ trong chợ lớn, nhận tiền huê hồng của ông này vì chàng giới thiệu rất nhiều khách cho ông ta. Bất cứ bà nào, cô nào đến gặp Hoàng cũng đều được Hoàng khuyên là phải nâng cái mũi lên một chút thì hậu vận mới khá được. Câu nói đầu môi của Hoàng là: mũi là cung tài bạch mà cũng chỉ về tình duyên nữa. Mũi thấp thì lận đận cá về tiền bạc lẫn gia đạo. Cô nên sửa cho cao một chút thì khuôn mặt cô mới thật là toàn hảo. Để tôi giới thiệu với cô ông bác sĩ Thuận, chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ. Bảo đảm cô sửa xong không ai biết là cô sửa. Chuyện bói toán đôi khi đúng như người ta nói là phúc chủ lộc thầy. Có những ông thầy chân truyền học bao nhiêu sách mà rút cục lại chỉ giỏi trên lý thuyết, trong khi có những tay tài tử lơ mơ lại nói đâu chúng đó, khiến người ta tưởng là nuôi ma xó. Hoàng đang trong trường hợp này, chàng phán lời nào cũng đúng. Người bình dân gọi là bà nhập. Chẳng hạn bí thư phường sắp mất chức vì tranh chấp giữa hai phe Bắc Nam, tuyệt vọng không biết bám víu vào đâu, lén lén đến gặp Hoàng hỏi một quẻ tương lai. Hoàng coi chỉ tay, dùng thước đo và kính lúp soi qua loa, rồi quả quyết là địa vị vững như bàn thạch. Nói chơi mà đúng thật. Từ đó, việc gì bí thư phường cũng bí mật hỏi Hoàng trước khi thực hiện. Kỳ họp nội bộ vừa rồi, bí thư phường chẳng những tái đắc cử vào đảng ủy viên mà còn được kiêm nhiệm luôn cả chủ tịch phường. Nghĩa là vừa làm công tác đảng, vừa làm công tác chính quyền. Bí thư trở lại thưởng cho Hoàng 100 đồng và 2 cân đường cát. Xã hội càng bấp bênh, người ta càng tin vào số mệnh, cho nên Hoàng cứ việc thảnh thơi hành nghề, coi như ngồi mát ăn bát mì. Chàng không dám khoe với bất cứ ai là mình đã từng coi bói cho bí thư phường, bởi đã có lời dặn. Nhưng trong thâm sâu, chàng rất hãnh diện và an tâm, vì mơ hồ có cảm tưởng là trên đầu mình có cái dù che rất vững. Rồi có đứa nào quấy rầy thì chàng sẽ chạy ngay ra
gặp bí thư cầu cứu. Riêng cánh công an phường thì đã có đến 3 người từng đến nhờ Hoàng xem chỉ tay và một gã nhờ Hoàng xem tướng nốt ruồi mọc ở đùi. Hôm nay có thêm Nhật là người thứ tư thì cũng chả có gì để Hoàng phải ngạc nhiên. Có điều vì Nhật là công an khu vực trực tiếp quản lý tổ này cho nên Hoàng phải đón tiếp long trọng hơn và dĩ nhiên Hoàng sẽ coi miễn phí cho Nhật. Bước vào phòng khách, Hoàng chỉ ghế mời Nhật ngồi, lăng xăng pha nước trà và lấy thuốc thơm mời Nhật hút. Nhật lấm lét ngồi xuống, mặt mũi lo âu. Chuyện tham ô, Nhật chưa có chút kinh nghiệm nào, nên gã run lên bần bật, miệng đắng chát như người mới ốm dậy. Gã nâng tách trà nhấp một ngụm nhỏ, rồi mồi thuốc, thấy rõ bàn tay mình đẫm ướt mồ hôi. Hoàng ngồi ở cái ghế đối diện, cử chỉ điềm tĩnh và tự nhiên vì không hề biết Nhật đến đây để đòi tiền. Thấy mặt mũi Nhật nhợt nhạt, Hoàng lại càng tin rằng Nhật đang gặp chuyện rắc rối, nên đến nhờ mình giải đoán, giống như bí thư phường trước đây. Hoàng mở đầu một câu xã giao: "Khỏe không anh?" Nhật đáp gọn: "Khỏe." Rồi Nhật hỏi: "Anh vẫn làm ở tổ hợp mì sợi đấy chứ?" Hoàng thoải mái đáp: "Vâng, thì vẫn đăng ký ở đấy." Nhật hỏi thêm: "Đăng ký thôi chứ đâu có thật sự sản xuất?" Hoàng cười thành thật: "Vâng, thì anh biết đấy." Nhật quay nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối hẳn, vài ngọn đèn đường vàng úa soi bóng lũ trẻ con đuổi nhau la ơi ới. Nhật nghĩ nhanh đến Thắm và thoáng cảm phục sự tinh tế của người yêu. Thằng này làm nghề duy tâm, chỉ ghi tên vào tổ hợp để đánh lừa chính quyền chứ không lao động gì cả. Nhật mím môi quay lại nhìn Hoàng, dứt khoát nhập đề, bởi những nhận xét của Thắm đều là sự thật. Nhưng Nhật chưa kịp lên tiếng thì Hoàng đã nói: "Anh để tôi đoán anh 3 câu thôi. Nếu đúng thì tôi nói tiếp, nếu sai thì tôi dứt khoát bỏ nghề." Sau câu mở đầu chắc như đinh đóng cột đấy, Hoàng hếch mặt tự tin nhìn Nhật chờ đợi. Nhưng Nhật lạnh lùng đáp: "Tôi đến đây không phải để xem bói. Anh ngồi xuống đây, tôi có tí việc cần trao đổi với anh." Hoàng chưng hửng, chậm chạp kéo ghế đến bên cạnh Nhật. Nhật hắng giọng rồi đem hết những lời Thắm căn dặn bày tỏ với Hoàng, tỉ mỉ từng chi tiết về tiền bạc. Chính gã cũng không ngờ mình có thể ăn nói trơn tru như vậy. Hoàng ngồi yên, đôi mắt nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu cảm thông và không hề ngắt lời Nhật. Chờ Nhật dứt lời, Hoàng mới giơ tay phân trần: "Báo cáo anh, không phải tôi là người không biết phải quấy. Những điều anh vừa đề nghị, tôi phải bàn lại với Trung úy Giáp, trưởng ban của anh đã. Vì thú thật với anh là tôi làm ăn chia với anh Giáp. Mỗi tháng, anh Giáp lấy của tôi đến 5.000 rồi. Nếu bây giờ anh đòi thêm, thì tôi đành bỏ nghề đi lao động vậy."